Chào mọi người nha, em là nhân viên công ty Aceda Việt Nam, chuyên cung cấp máy móc thiết bị thi công phòng cháy chữa cháy. Nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh dầu trên tất cả các dòng máy Beaver hiệu Aceda nha. Mọi người có thể thấy bên cạnh cái đầu rang nó sẽ có một con ốc. Con ốc là mình dùng khóa 19 để nới ra nha. Em sẽ mở ra cho mọi người xem. Ở trong con ốc này nó sẽ có một cái lò xo và viên bi. Viên bi là viên bi 8 ly nha. Thì nó hoạt động như thế nào thì khi mà mọi người siết ốc vào thì cái lượng dầu bơm lên đầu rang nó nhiều hơn và lượng dầu xả ra nó ít hơn. Mình siết càng chặt thì lượng dầu ra càng lớn và lượng dầu xả ra nó sẽ ít hơn. Khi mọi người mà kiểm tra máy của mình mà nó không có lò xo, viên bi thì mọi người nên mua và thay thế, vì không có một trong hai thứ đó thì sẽ không điều chỉnh dầu được. Mà dầu nó không lên đủ đầu rang thì lượng ma sát giữa rang và ống nó lớn, lại giảm làm mát, giảm tuổi thọ của dao, gây hư dao. Và bây giờ em sẽ test thử cho mọi người trước khi chỉnh dầu và sau khi chỉnh dầu nha. Rồi, em sẽ mở máy cho mọi người xem. Trước khi chỉnh dầu và sau khi chỉnh dầu nó khác nhau không? Khi mà em chỉnh dầu xong, cái lượng dầu bơm ra trên đầu rang rất là lớn và giảm cái lượng dầu xả ra rất là ít. Rồi, quy trình hướng dẫn của em đã xong. Chào mọi người,